Chào tất cả anh em, hôm nay mình lên con đu bông lai 2, con kim cương mịn. Tình trạng là hàng đã qua sử dụng, còn đầy đủ hộp sổ. Đã qua sử dụng nhưng còn rất là đẹp nha, còn trên 95%. Anh em mua hàng thì vui lòng xem kỹ video giúp mình. Cái này vân kim cương dạng mịn giống như vân lưới vậy. Xài mấy vân này thì khó thấy trầy lắm. Các góc cạnh là đẹp, không có bị cấn móp nha anh em. Cái đứt nó hơi xấu một chút xíu. Âm thanh rất là hay nha. Mình kết thúc video ở đây. Chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Bye bye.